mọi người nha, em vào lại nha mọi người. Đang xem mình nó ấn nhầm tắt đi mọi người ạ. Mọi người nha, có bán này, có bán nha mọi người ơi. Sau đi mọi người nha, đang live thì mẹ em hôm nay nó tay tắt mất livestream, video livestream, mọi người thông cảm với em nha. Em bảo lại nha mọi người, mới chia sẻ lên cho em đi nha mọi người ơi. Hello mọi người ha, chào Ngân Ruby nha mọi người ơi. Chế nào đang xem chấm cho em một chấm đi đấy, đang xem thì đang hay thì lại dây đàn tắt bụt phát là phải vào lại luôn mọi người nha. Mọi người đang ở kia ngồi. Bác chị ơi, mọi người đang xem chấm cho em một chấm nha bác chị nha. Đang xem chấm cho em một chấm đi mọi người đấy. Đẩy view lên cho Tuyết nào, lên đúng 100 view Tuyết bắt đầu bán hàng luôn ha mọi người nha. Lên đúng 100 view Tuyết bắt đầu bán hàng luôn thật mọi người ạ. Bạn có em gái nào bên Trinh mà giống bạn Trinh quá không nha chị Tạng Hiền? Bác chị ơi chia sẻ lên cho em nha bác chị nha. Xét em mặc bây giờ em xả luôn đi mọi người ơi, xét mặc đẹp lắm luôn đi mọi người ạ. Rất là tây luôn ý. Hiện tại mọi người chia sẻ lên cho em đúng 100 view bắt đầu livestream luôn mọi người nha. Thật sự là hôm nay em xả hàng không lợi nhuận cho mọi người luôn. Mọi người vào giúp em ha. Đấy mọi người, các chị yêu chia sẻ lên cho em đi các chị yêu ha. Chia sẻ lên để em bắt đầu có động lực xả hàng nha các chị yêu nha. Chia sẻ lên để tiếp có động lực xả hàng đi nào. Xích xả hàng không? Xích xả hàng rẻ không? Chia sẻ lên. Bắt đầu 100 view bắt đầu xả hàng rẻ ha. Hôm nay thực sự là quá nhiều hàng rẻ cho mọi người luôn. Thực sự là dạo này Tuyết bận lắm, Tuyết không xả được hàng rẻ nhiều. Nên là hôm nay Tuyết sẽ xả tanh bằng cho mọi người luôn nha. Chị nào thích hàng rẻ không? Ra ngoài kia ngồi đi, đừng động đây nữa. À chị ơi, mọi người thích hàng rẻ không nào? Chia sẻ lên cho em đi mọi người. Nhanh lên nào, lên đúng 100 view Tuyết bắt đầu livestream nhiều lên nha. Đấy, nhanh lên chị em ơi. Chia sẻ nhanh lên cho em 100 view đi mấy chế. Đấy, hôm nay em livestream có một máy thôi à. Hôm nay em livestream có một máy thôi nên là em xanh rất là dễ luôn mọi người chia sẻ lên đấy 2 phút rồi được 54 view để đẩy view lên cho em nha các chị yêu nha, đẩy view lên cho em đi. À, nếu chưa ship cái đầm thì ship cho em set này nha chị. Ok chị nha. Set mặc của chị là quần ống rộng nha, nhưng chút nữa là chị cũng sale luôn. Set này hình như là chỉ có một set thôi mấy chế ơi, không có nhiều đâu. Em mặc cho đẹp vậy thôi chứ bây giờ làm gì có hàng đâu, hàng này hàng đắt nha. Rồi mọi người ơi, set này của em làm gì có nhiều đâu. Set này em mặc có một set này à. Mọi người chia sẻ lên cho em đi nào. Rồi chào Theo Đinh nha, cảm ơn chị Theo Đinh nha. Nào chị nào đã chia sẻ comment vào đây đi, lên đúng 100 view trước bắt đầu livestream luôn nào. Hôm nay em livestream có một máy thôi mà lên view chậm thế mọi người ơi, livestream có một máy thôi mà. Hôm nay livestream một máy không livestream hai máy, tránh trường hợp phân tán khách của em ra cũng chốt đơn cũng lâu lắm. À mọi người ơi. Đấy, chia sẻ lên 71 view rồi, đẩy lên cho em nào 100 view, 30 view nữa đẩy lên cho em nha. Bắt đầu xả hàng cho máy chế đây. Nào 80 view rồi đẩy lên cho em, cố gắng chia sẻ lên cho em 100 view tiếp bắt đầu like, không nói nhiều được cọc yếm đấy. Bác chị chia sẻ mạnh lên cho em đấy, 96 rồi đấy. Nhanh lên nào, 100 view bắt đầu xả hàng luôn. Đấy bảo ăn cái gì nhỉ? Nói chung là không muốn câu giờ lại là câu giờ đúng không? Cứ lên view chậm là phải nói nhiều, mà nói nhiều thì mỏi mồm, mà mỏi mồm thì không bán được hàng, mất thời gian của mấy chế đúng không? Nên là trước khi vào livestream mấy chế chia sẻ cho Tuyết đi, Tuyết xả hàng không lợi nhuận cho mọi người luôn ha. Đấy đẹp lắm mọi người ạ, hôm nay hàng vàng siêu phẩm thôi, chia sẻ lên cho em nha. Livestream hai máy mà, livestream một máy thôi mà, view không lên cao là Tuyết không muốn livestream tí nào á mọi người ạ. 100 rồi bên máy 100 mấy rồi ạ. Ok em, ok Nguyễn Quế Anh bây giờ xả hàng luôn nha, mấy chế đẹp ơi. Rồi 10k mọi người chia sẻ lên, em xả hàng tặng cho 10k nào, chia sẻ lên nha. Đấy, chia sẻ một lần nữa lên Đinh Thị Tuyết cho nó hoành tráng cho các bạn vào đây xem nha. Xả đồng giá 10k nha các chị nha, đồng giá 10k đầu like nha. Xả máu lửa luôn, có 10 phút 10k các chị luôn, 10 phút 10k thôi nha. Cái túi đỏ bên đẹp thế, ok bây giờ chị bán túi đỏ thì có mỗi cái 10 phút 10k thôi, bắt đầu bán hàng 10k nào. 10k cho chế nào chia sẻ livestream 2 lần trang cá nhân 10 lần lên nhóm nha. Ngân Ruby chế có 1,5m mà 40 cân nha, chế 1,5m 40 cân. Đấy, xả hàng đồng giá 10k. 10k cho chị nào chia sẻ livestream 2 lần trang cá nhân 10 lần lên nhóm. Rồi bắt đầu xả hàng nè. Mọi người ơi, mọi người bắt đầu xả hàng nha mọi người nha, đồng giá 10k cho chế nào chia sẻ livestream ha. Đấy, bắt đầu xả hàng nha. Rồi bán luôn nha mọi người ơi, bán luôn nha. 10k cho chế nào chia sẻ livestream. Bây giờ này có một cặp nha. Tôi chia sẻ lên nào, có một cặp nào, 10k thôi nha. Một này,
2 này, 3 này, 4 này, 5 cọc. 5 cái giá 10k cho 5 chị chia sẻ nhiều nhất cho Tuyết nha. Bây giờ Tuyết xả hàng đồng giá 10k, hãy chia sẻ, hãy nhấn like và nhấn thích nha. Bây giờ Tuyết móc siêu phẩm này. Nói là làm nha, mùng 1 nói là làm nha các chị nha. Ôi bây giờ em mới tìm thấy chị ơn trời. Dương Hiệu Anh ơi, em là khách cũ hay khách mới của chị đó? Ngày xưa chị nick mất nick Facebook cũ, là bây giờ chị chuyển qua gần nửa năm nay dùng cái nick Facebook này rồi, đang chán quá trời này. Rồi các chị ơi, mất tầm 2 tháng nay chị đang chuyển qua cái Facebook này đây này, mất nick Facebook ý. Đấy, bây giờ em xả hàng 10k nè. 10k nha, chia sẻ lên nào, 10k cho mùng 1 bùng nổ luôn, 10k cho mấy chế yêu hay. Rồi ok, chia sẻ lên em săn hàng bây giờ nhá các chế nhá. Set yếm của em mặc không giá là 10k đâu, set yếm bây giờ em sẽ xả luôn set này cho các mọi người với giá là 10k set yếm luôn nha, set yếm rêu cho các chị với giá là 10k luôn nha. Hôm nay chỉ có 10k mà sản phẩm thôi. Chị nào chia sẻ livestream và nhớ là like video livestream giúp Tuyết nha mọi người ơi. Đấy, các tình yêu cứ phải phấn khởi như thế livestream cho nó hay chứ đúng không? Buồn thiếu thiu nhân livestream chán lắm luôn ý. Chia sẻ lên nha, bây giờ em xả set này 10k. À cái yếm này 10k. Chia sẻ lên giúp em nha, cái bộ em mặc không thể nào 10k được đâu mọi người, hàng của hàng nó chỉ có duy nhất một set nên Tuyết không xả được giá 10k đâu rồi nha. Rồi mọi người ơi, 10k chế nào chia sẻ livestream. Đấy cái set này quá đẹp, set yếm này quá đẹp rồi nha. Yếm thôi. Yếm nha các chị nha. Rồi 10k chế nào chia sẻ livestream, em buộc cái yếm này là hoa nha. Set này mặc em cũng có bán nhưng mà chưa bán ạ. Từ chưa bán. Em gửi cái này cho đỡ đỡ nha mọi người nha. Yếm này với giá là 10.000 một cái nha các chị nha. Rồi chị nào lấy comment cho em yếm kèm số điện thoại nha. Yếm cho em nha các chị nha. Set mặc bán sau nha mọi người ơi. Set mặc em bán sau đây. Yếm kết hợp rất là xinh luôn. Yếm này là yếm rêu các chị nha, rất là đẹp luôn. Yếm này em xả với giá là 10.000 một cái nha các chị nha. Bây giờ em sẽ xả hàng không lợi nhuận. Yếm này là yếm thiết kế nha mọi người ơi, yếm thiết kế nha. Mọi người sẽ tự điều chỉnh dây cho mọi người luôn. Mọi người sẽ tự điều chỉnh dây dù các chị 70 cân hay 60 cân các chị mặc hết yếm này ok hết nha các chị nha. Bao nhiêu cân các chị cũng mặc vừa luôn. Em xả cái yếm này hôm nay các chị giá là 10.000 một cái. Nhớ là chia sẻ cho Tuyết 2 lần trang cá nhân và 10 lần lên hội nhóm nha. Rồi yếm này cực là đẹp luôn mọi người nha, có một đúng không? Các chị yếm này siêu phẩm luôn mọi người nha, 10.000 một cái yếm thôi. Yếm này thực sự là rất là sang. Đây là yếm nhung nha mọi người nha, yếm nhung thì bao giờ này cũng rất là đắt mọi người nha. Nên là Tuyết sẽ bán xả mọi người với giá là 10.000 một cái. Chỉ cần các chị like video livestream mà chia sẻ cho em 2 lần cho người nhân và 3 đến 5 lần cho hội nhóm thôi nha. Rồi bắt đầu chốt yếm 10k này. Tuyết xả là Tuyết xả cho các chị luôn. Chị nào hôm nay được 10k thì nhắn tin, đang hôm nay đang rảnh có nhân viên đi luôn nha các chị nha. Rồi đi luôn nha, không nợ 10k mệt lắm luôn. Rồi 10k cho Tuyết kèm số điện thoại nha. 10k cho chế Tuyết kèm số điện thoại nào. Hôm nay xả tanh bành không lợi nhuận luôn, nhớ là chia sẻ livestream ha. Rồi yếm nào. Rồi 10k cho em nha. Em qua mã 10k luôn này. Ok Hồng Tâm một cái 10k này. Ok Du Linh Nguyễn một cái 10k nào. Xả đồng giá 10k chế nào chia sẻ livestream 2 lần trang cá nhân 10 lần lên hội nhóm nha. Rồi tiếp theo là 10k chị nào đây? Đây là yếm nhá, yếm ở trong bọc, yếm hàng cao cấp luôn. Yếm này là yếm bao dưới 60 cân hoặc vừa. Chỉ cần các chị thắt một cái đai rất là đẹp luôn các chị yêu nhau. Bên trong các chị mặc cái áo phông nhẹ nhẹ rất là đẹp luôn. Hiện tại là em chỉ bán với giá là 10.000 một cái thôi. Xả chị ân cho mọi người luôn. Chia sẻ 2 lần cho người nhân 10 lần lên hội nhóm và nhớ like video livestream này giúp em nha. Người nha. Rất là thích mọi người chia sẻ video livestream rất là nhiều luôn nên em sẽ cho chị nào chia sẻ livestream. Ok chị Nhung Đinh nào. Ok có hai màu nha, bây giờ em qua màu nâu cũng này. Rồi xả đồng giá 10k thôi, em mặc màu nâu cho nổi nha các chị nha. Đây em mặc màu nâu cơ. Nâu đẹp ơi là đẹp luôn, 10k luôn nha. Đấy nâu này nó nổi này, con rêu nãy cũng nổi. Em xả mặc lâu này các chị nha. Đấy có tối em bật điện lên. Rồi ôi đẹp chưa, bây giờ lên nhìn thì dáng chưa, xanh nhau chưa, 10k nha. Vèo xả hàng vèo, chị nào nhanh tay tương tác tốt để được em đọc nhá chị nha. Không tương tác tốt là không được đọc đâu. Đây nha. 10k cho em kèm số điện thoại, xả yếm với giá là 10.000 một cái, chỉ có 10.000 một đồng một sản phẩm thôi nha. Chỉ có 10.000 đồng đấy, đẹp chưa? Mặc màu nâu lên đẹp chưa? Chỉ có 10.000 một sản phẩm thôi nha mọi người nha. Áp dụng chia sẻ 2 lần đấy. Mặc lên dáng chưa, nãy không lên dáng nha. Đấy. Đây là sẽ là bo và cho các chị thế này này. Bên trong các chị chỉ cần mặc cho em một cái áo phông trắng như em mặc thôi các chị nhá. Chỉ cần mặc cho em một cái áo phông trắng như em mặc thôi là cái set yếm này cực là đẹp luôn. Với giá của nó chỉ có 10.000 một cái thôi. Ok chốt hàng kết nha. Đấy các chị nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ qua mã này. Rồi qua mã nha. Yếm chỉ bán với giá là 10k. Nhớ like video và livestream video và nhớ là like và share nha mấy chị yêu. Mấy chị em của em nhớ là like và share nha. Rồi, chốt nhưng mà yếm rồi. Rồi, chốt nha các chị ơi. Đưa cái túi bóng đây. Rồi, chốt nha mấy chế yêu. Chốt nha mấy chế yêu ơi. Chia sẻ livestream nào để em nhìn thấy tương tác nào. Anh ơi, em ghi vào số chị đi. Em ghi vào video tên của mấy chị 10k nãy đi. Ghi nào. Rồi, 10k nào, rêu và nâu nào. 10k rêu và nâu nào, yếm nào. Ok,
yếm nâu, yếm xanh cho em nào. Ok, huyền thoại sao đen một con này, 10k thôi, nhớ là chia sẻ video livestream giúp biết nha. 10k thôi, nhanh lên, qua mã là hết nha. Mọi người nhanh tay cho em nào, 10.000 thôi. Em nhận được hàng ok lắm, cảm ơn chị Dô là Nguyễn nha. Chị có lấy hàng yếm 10k không, chốt để tuyết chốt cho nào. Ok, mọi người hiện tại không nhìn thấy bình luận của mọi người đâu. Mọi người chia sẻ nhiều lên cho em nào. Chia sẻ nhiều comment thật là nhiều nhá. Đồng giá 10k cho mọi người thôi. Ok, chị gia đình nhỏ một yếm 10k này các chị ơi. Chia sẻ lên cho em, gia đình nhỏ em ơi, ghi gia đình nhỏ đi. Rồi tiếp tục nhá, chị nha, 10k còn nâu cho em kèm số điện thoại nhá, chị nha, còn nâu cho em kèm số điện thoại, nhớ là like video livestream và chia sẻ nhá. 10k một sản phẩm đến hãng tiếp đi em. 10k một sản phẩm thôi, hôm nay banh tặng cho mọi người luôn, yếm nâu 10k nha, yếm xanh chị mặc không có bán không? Bán 10k yếm nâu, yếm xanh của chị mặc là chỉ có mặc cái thôi. Ok, nâu 10k Nguyễn Quế Anh này, nâu 10k, chia sẻ mạnh lên để xả hàng với giá là 10k nha mọi người. Kèo ấy nữa. 10k mọi người nha, 10k yếm nâu 10k thôi. Đấy, nhiều như thế nên mọi người muốn xả tiếp 10k chia sẻ tiếp, em xả tiếp 10k thôi nha. Lên đúng 500 view tiếp xả tiếp 10k nha mọi người nha. Đấy, chỉ có ít như thế là mọi người phải chia sẻ mạnh lên có 10k nha. Còn tiếp tục nha mọi người ơi, tiếp tục nha. Tiếp tục nha mọi người nha, hôm nay có gì xả đấy nha. Chia sẻ bao nhiêu lần mà tiếp chốt là mấy chị không chia sẻ, tiếp kiểm tra hết đấy mọi người nha. Sau mấy đợt mua hàng của chị em tìm mãi không thấy, bây giờ có cơ hội mua. Ok, chị Dương Thiệu Anh nha, hôm nay chị mua đi, hôm nay rất rẻ luôn. Được, quần ống rộng cũng xả 10k một cái. Chị nào comment cho em quần ống rộng nha, quần ống rộng hàng shop nha các chị nha. Bây giờ tuyết xả quần ống rộng này rất là đẹp, với giá là 10k cho ba chị thôi nha, hàng rất đắt. Quần ống rộng tuyết xả với giá là 10k, mọi người nhanh tay chia sẻ lên cho em để tăng tương tác nha mọi người ơi. Quần ống rộng tuyết bán với giá là 10.000 một cái, hôm nay tuyết xả hết luôn. Em ơi, ghi cho chị quần ống rộng hàng ở hãng này, giá của nó 150 xả xuống 10k cho ba chị thôi nhá. 150 xả xuống 10k cho ba chị. Comment đầu tiên cho em quần ống rộng, quần này là quần nhún hàng Quảng Châu, có tem mác của nó là hai mác của nó là đầy đủ, xuất khẩu từ Hàn, nói chung là nó xuất khẩu ra Hàn. Có thể em 150 chứ xả xuống 10k cho ba chị luôn nha. 10k cho em kèm số điện thoại, quần ống rộng không có nhiều, em đi cho chị 150 xả xuống 10k cho ba chế thôi, hàng này hàng đắt nha. Rồi 10k cho em quần ống rộng kèm số điện thoại nha các chị yêu. 10k cho em nào, quần ống rộng nào xả đồng giá 10k. Ok, Hoàng Yến một cái. Ok, Hoàng Yến một cái này. Ok, Tuyền Thái một cái này. Chia sẻ mạnh lên nha các chị nha. Đồng giá 10k hãy chia sẻ lên. Nốt mã này không lên được 500 view tuyết không xả 10k đâu. Các chế muốn mua hàng đẹp chứ phải chế chia sẻ lên cho em thế nào. Không chia sẻ làm sao em lên view không xả được. Em đọc liên tục như thế này mà các chế không chia sẻ cho em à. Ok, Đỗ Hòa 10k. Ok, Nguyễn Hải Yến 10k nha. Ok, tình yêu nha. Rồi ok, hết thật tật luôn. Ok, Nguyễn Hoàng Trúc Linh 10k nha. Đấy, đọc thật đúng không? Đọc mấy tên các chị thật kia, các chị không chia sẻ lên, mấy chị kia được đọc mà các chị không đọc, chưa được đọc thì nhanh tay tương tác tốt nha các chị yêu nha. Mình chưa được đọc mà mấy chị khác được đọc thì nhanh tay tương tác lên. Mấy chị đang bên trên comment ngay cạnh mình mà các chị để được đọc mà mình chưa được đọc thì nhanh tay ấn like video livestream và chia sẻ để không bị ẩn tương tác nha. Đấy, hàng thì rẻ bèo nha các chị nha, hàng thì rẻ bèo à, 10.000 một cái thôi các chị nha. Chờ em buộc lại cái tóc này, chờ em buộc lại cái tóc nhá. Tư mượn dây chun nhé. Rồi comment cho em quần ống rộng nha các chị nha. Rồi 10k cho em này. Ok, chị Tâm Châu một cái này. Ok, chia sẻ lên. Ok, chị yêu Hà Nguyễn một cái nha. Lâu lâu mới thấy xuất hiện 10k. Rồi ok, qua mã còn một chế nữa là qua mã nha. Các chị không nhanh là các chị sẽ hết nha mọi người ơi. Nhanh tay chia sẻ lên cho em nha. Chia sẻ và theo dõi Đinh Nghị Tuyết. Ăn theo dõi Minh Tuyết cho em nha. Rồi tiếp tục này, cho mượn cái chun đi. Rồi tiếp tục hết nha chị nha. Hết rồi, còn ống rộng 10k hết rồi, qua khác đi. Rồi các chị ơi, bộ chị mặc mình bán luôn. À cái kẻ 140 chị. Đây nha chị nha. Rồi tiếp tục nha. Mọi người muốn siêu phẩm được không? Muốn siêu phẩm chun đi. Muốn siêu phẩm này với giá là 10k không các chị ơi? Muốn siêu phẩm này được bán với giá là 10k không? Muốn siêu phẩm váy này bán với giá 10k không? Bây giờ hiện tại là 438 view, 440 view rồi. Đẩy lên cho Tuyết 500 view nào. 50 người xem nữa thôi là Tuyết sẵn sàng bán cho ba chị tiếp theo với giá là 10k một cái váy nha các chị nha. Muốn 10k nữa không? Nào đẩy view lên cho Tuyết, lên siêu phẩm ngay với giá là 10k đây. 10k một sản phẩm cho chiều nay, một xả lỗ 4, xả hàng không lợi nhuận luôn mọi người nha. Rất là rẻ luôn đây mọi người nha. Set chị mặc có ngay bây giờ đây nha. Đây. Rồi chị nào lấy váy đen comment cho em váy đen cho em nào. Váy đen bao dưới cho em là dưới 52 cân mặc vừa nha. Hiện tại Tuyết chỉ xả váy đen này với giá là 10.000 một sản phẩm thôi. Tất cả những khách hàng Tuyết đọc là Tuyết đọc ở trên livestream của Tuyết nha, có hiện trên livestream. Bạn bên trên mình comment đọc được đọc mà mình chưa đọc thì nhanh tay chia sẻ video livestream này cho em 2 lần trang nhân 10 lần lên hội nhóm để không bị ẩn tương tác nha mọi người ơi. Rồi bây giờ xả cái váy này với giá là 10k, nhanh tay cho em comment cho em váy đen kèm số điện thoại chị nha. Váy đen 2 giây này sẽ xả với giá là 10k cho một cái thôi đấy mọi người nha. 10k một cái thôi cho mấy chị may mắn thôi nha các chị nha. Rồi váy đen nha. Xét em mặc em xả luôn đây mọi người, vào lấy chun cho tới đi. Có chun nào không? Có cái chun nào không? Không. 10k
máy đen cho em, đẩy view lên cho em và theo dõi ở trên đây xem trước. Nhớ like video live stream cả mọi người nha. Nhớ like video live stream nha các chị nha. Rồi nhớ like video live stream giúp tiếp nha mọi người ơi. Nhớ like video live stream giúp tiếp chứ xả đồng giá 10k nha. Bạn này đúng là chán đời. Rồi 10k cho em kèm số điện thoại nha mọi người nha. 10k cho em nha. Đấy đã nóng rồi chứ. Mà nó không tìm được cái nổi chuông được một tắc. Rồi, máy đen cho em 10k lên, đúng được đừng tục tiêu của em không chốt đâu nha. Hàng đã lỗ vốn 10 triệu, đúng tục tiêu không chốt đâu nha. Rồi, máy đen của ai đây ạ? Máy đen của ai đây? Xếp mặc đứng lên đây mọi người ơi, xếp mặc đây nha, rất là đẹp luôn. Xếp mặc của em là quần ống rộng nha các chị nha. Xếp mặc của em là quần ống rộng nha. Rồi đẩy view lên cho em nào, bán cái xếp đẹp như thế này 10k tục lên đúng 400 view rồi tiếp phải bán nha các chị nha. Lên phải lên đúng 400 view tiếp phải bán, không lên 400 view rồi tiếp không bán. Cái mã này mới giá là 10.000 đâu các chị nha. Phải chia sẻ lên cho em view lên chứ mọi người, tụt view làm sao tiếp bán, giá là 10.000 một cái là tụt view hết rồi mọi người nha, tụt view hết rồi. Không bán được đâu mọi người nha. Bây giờ em sẽ xả váy của em nha các chị nha. Đây lấy cái váy ba kẻ nhanh lên. Các chị ơi bây giờ em sẽ xả nha các chị yêu nha. Rồi siêu phẩm đen này bán giá 10k các chị nha. Siêu phẩm đen này bán với giá 10k là con muốn xem váy đen kẹp điện thoại. Nhưng mà khi nào view lên đổ cho em được 400 view vừa tụt view sạch mất của em rồi, không thể nào bán được. Còn set của em mang có một set duy nhất các chị nha. Set của em mang có một set duy nhất thôi các chị yêu nha. Đấy, một set duy nhất thôi. Em sẽ bán một mở hàng cho một chị thôi nha. Đấy, set của em mặc thì hiện giờ em báo giá của nó là chỉ có 199k thôi các chị nha. Một set luôn nha các chị nha, 199k một set. Và có một set duy nhất cho một chị duy nhất thôi các chị yêu nha. Hôm nay sẽ xả tanh bành luôn. Hôm nay xả tanh bành luôn nha mọi người ơi. Rồi hôm nay sẽ xả nha các chị ơi, vừa có người gọi nên là hơi mạng hơi chập chờn. Lên 400 view em sẽ xả cái set em đang mặc nha. Rồi mọi người ơi, lên 400 view. Rồi mọi người ơi, bắt đầu xả luôn nha. 10k cho đi mọi người, lên đẩy view lên 400 view đi. Tuyết xả 10k. Set của Tuyết mặc xả 10k lên 400 view đi các chị nha. Vừa tụt view mất rồi rồi nha. Đây là mọi người ơi, lên đúng view Tuyết phải bán được 10k nha. Xả quá nhiều 10k rồi mọi người nha. Thích bộ mặc quá mọi người đẩy view lên cho em đi mọi người nha. Hiện tại 310 view, đẩy view lên cho Tuyết đi mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ xả những cái gì còn sót lại nha các chị nha. Với giá của nó là sale, hầu như là lỗ vốn sale 50% giá trị của sản phẩm luôn. Nhưng hiện tại cái đầm của em mặc cái đầm hot girl này thì bình thường shop bán ở Quảng Châu nhập về bán với giá của nó là 350.000 một cái. Thì duy nhất ngày hôm nay tôi sẽ xả một cái đầm Quảng Châu kẻ như này, chỉ có 5 con cuối cùng nữa các chị nhá. Chỉ có 5 con cuối cùng thôi, từ giá của nó là 350.000 sale xuống 149.000 một cái đầm. 149.000 một cái đầm bằng công vận chuyển về bằng Quảng Châu về nữa các chị nhá. Không lãi là một đồng nào luôn chị nhá. Sale lỗ vốn luôn. Đầm của em mặc là đầm Quảng Châu cao cấp nha, với giá của nó là 350.000. Thì duy nhất ngày hôm nay em mới xả đầm của em mặc chỉ có 149.000 các chị nhá. 149.000 một cái váy thôi. Giá của nó là 149.000 một sản phẩm nha các chị nha. Rồi chị nào lấy váy bây giờ lấy cái cặp váy ra đây. Các chị ơi. Chế nào đang gọi em mới gọi, ngừng gọi ngay nha. Em nhìn thấy em chặn đấy. Bực ơi là bực, đang live stream cứ gọi. Rồi các chị ơi, bây giờ chỉ có giá là 149k cho chị nào lấy váy này. Comment cho em đúng cú pháp là 149k kèm số điện thoại nhá. Đấy, đẹp chưa các chị ơi? Đây là cơ hội cuối cùng của mua nha các chế nha, tại vì váy này của em hôm nay là đã cháy hàng các chị nha. Cháy hàng toàn bộ luôn. Váy của em bao dưới chứ các chế là bao dưới là 60kg rồi lại chế mặc vừa nhá. Mạng lát đang có người gọi vô ý thức quá trời luôn. 149k cho chế nào 10 cái thôi chị nha, không có màu khác, không có màu khác đâu chế ơi, không có màu khác đâu. Hôm nay em chỉ sale cho 10 chị đầu tiên đặt hàng cho em mã váy kẻ cao cấp. Mã váy này là mã váy dòng hàng cao cấp nha. Chỉ cần để lại cho em 149k thôi là chế được đặt hàng thành công. Tại sao em lại bảo là hàng Quảng Châu? Tại vì các chị phân biệt hàng xưởng cho em. Hàng xưởng nó may nó sẽ cắt form của nó đi nhá. Ví dụ hàng xưởng may nó sẽ ngắn lên một chút các chị nhá. Còn hàng Quảng Châu, các thợ may của bên Quảng Châu thì họ không hề ăn bớt vải các chị nhá. Nên là họ sẽ may dài như thế này và rất là bồng bềnh. Cái đứa chị nào chia sẻ livestream nha mọi người nha. Đấy, vải của nó form rất là đẹp luôn này mọi người ơi, đẹp chưa? Đấy, 149.000 form của nó tự xòe luôn, nó không hề có một cái đường may mũi chỉ nào. Từ giá của nó là 350, tiếp theo xuống 149 cho 5 chị đầu tiên. Rồi 149k kèm, đấy là bình luận đi. 149k kèm số điện thoại nha. Rồi lên cho em 149 nào. 149 thì có 5 chị đầu tiên nữa các chị nha.
hiếm em chưa bán nhưng mà chị ơi, em hiếm chưa bán nhá. Đấy, chị nào thích cái mã này thì lên cho em 149 kèm số điện thoại nhá chị nhá. Tân Nhi Huế lên số điện thoại giúp em nhá. Ok chị Nguyễn Dung này. Ok chị Nguyễn Dung này. Ok chị Giang Ni Phan nhá. Đang là tìm cứ gọi hết con mụ lều tùy em tìm okay, con nào tìm. Ok chị lớp lên nhá. Rồi 149k nhá chị nhá. Đấy đẹp tuyệt vời luôn mọi người nhá. Ok chị lớp lên này. Rồi chỉ có 5 con đầu tiên thì giá là 149k mọi người nhá. 149k đẹp lắm mọi người, vải của nó. Ok chị Tân Nhi Huế này. Hết rồi, sắp hết rồi các chị ơi. Mọi người ơi, tất cả những mã váy nhà em thì đều là những con mắt như thế này mọi người nhá, đánh mắt Queen Du như thế này nhá. Tại vì em là chuyên bán váy của hãng Queen Du HG ở bên đấy nhá. Toàn bộ mắt nhà em thì đánh được đều đánh là của hãng Queen Du. Các chị nhận váy về thì ok tất chị cả, Linh Linh, ok chị Kim Ngân đây. Mã váy của em đều là có hãng Queen Du như này các chị nhá, chứ không phải là váy mà váy của hàng may của nó là hàng Việt hay là xuất khẩu gì. Tất cả những mã váy này thì đều okay, là hãng Linh Queen Linh một chiếc này. Nhận hàng cho em chuẩn Queen Du, nhận hàng không chuẩn Queen Du không nhận hàng, vì mã váy này là mã váy hàng cao cấp ở bên Quảng Châu, thuộc vào hàng hãng váy thiết kế Queen Du nha. Kim Ngân Lê này. Người đẹp tuyệt vời từ trong ra ngoài. Chị Mỹ Lâm một chiếc này. Đặc biệt là không hề có một lợi xị chừa nào luôn nha. Nhanh tay đặt cho em chỉ có 10 chị đầu okay, tiên. Ok, chị Thúy Dung còn một chiếc là còn 3 chiếc nữa thôi ạ. 149 nha các chị nha. Còn 3 chiếc thôi. Nào 3 chiếc cuối cùng cho 3 chị nào nhanh tay nhất cho em nào. Ok chị 149 kẻ này, kẻ rất xinh luôn. Ok kẻ đẹp. Ok Thúy Dung này. Ok Yến Vũ nào. Rồi còn một chiếc cuối cùng thôi, nhanh tay thì còn mà chậm tay được hết nha. 149k thôi ạ. Rất xinh luôn. Xòe đẹp qua chưa? Đây là 49.000 thôi nha các chị nha. Đấy, ra cái mã váy ngoan đi. Đây là các giá ơi, thị trường nhưng mà giá tiền hàng xưởng nhưng mà thật chất lượng là Quảng Châu nha. Đấy, giá hàng xưởng và chất lượng Quảng Châu, cứ yên tâm, váy của nó không bị cắt xén bất sợ chỉ nào luôn mọi nhá. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Các chị có thể mặc được hai kiểu cho Tuyết nha, kiểu như thế này 149.000 thôi. Vải không đẹp Tuyết cho hoàn hàng về ngay các chị nha. Hàng thật sự là quá nói như thế đấy, mình có thể cao cổ lên như thế này nhá, tại vì nó là hàng Quảng Châu nó sẽ không nhìn, cho cao cổ lên thì nó không nhìn vô duyên các chị nhá. Tại vì cái mã này thì bên thực chất là em đã nói bên đấy đâu các chị yêu nha. Đây là sẽ cho cái may, cái đường may của nó rất là đẹp luôn. Nó may rất là tự nhiên và may độ xòe của nó rất là tự nhiên cho mẹ hàng Việt Nam may các chị nhá. Đấy, em có phân biệt cho các chị luôn là hàng Quảng Châu nhà em 100% hàng Quảng Châu, không đánh hàng Ninh Hiệp may nha. Rồi ok 149 kèm số điện thoại cho em. Ok Nguyễn Anh Lê, một người cuối cùng, khách cuối cùng mua với giá là 149k. Thì hiện tại hôm nay chưa được bán hết sạch mấy kẻ rồi nha các chị nha. Hiện tại hôm nay thì Tuyết cũng bán sạch hết váy kẻ rồi, nên chị nào thích thì nhanh tay lên xem mã 149k kèm số điện thoại thôi là mình sẽ mua với giá. Thì hiện tại mọi người 149 là hết nha các chị nha. Đấy, mọi người nhanh tay comment cho em 149 là không là sẽ hết luôn các chị yêu nhá. Hết là mọi người đừng có tiếc, em qua mã luôn nha các chị nha. Thực sự là hết thì mọi người đừng có tiếc nha. Được 149.000 một cái váy đẹp như này. Cứ lên cho em mã 149 kèm số điện thoại nha. Ok nha. Chị Bùi Bình nhá. Ok chị Sâu Linh nè. Dạ không miễn phí ship đâu chị Nguyệt, Nguyệt Đặng nha chị ơi. Đồng giá ship 30k toàn quốc nha các chị. Ok chị Hoàng Khôi nè, các chị hãy để lại số điện thoại và em sẽ gọi điện tư vấn nha. Rồi các chị yêu, bây giờ em sẽ qua mã luôn lập tức cho mấy chị yêu đây. Trời ơi, không để mấy chị yêu đợi lâu nha các chị yêu nha. Không để mấy chị yêu đợi lâu luôn. Vì hôm nay Tuyết sẽ sale tất cả những mã bên Tuyết. Bây giờ Tuyết sẽ sale 2 ngày là hết nha các chị nha. Đây là các chị nhanh tay lên ạ. Đây, rồi không xem người ta comment luôn á. Chị ơi đang nói mà chị làm sao kịp có người trả lời chị mà đây đúng không? Bây giờ còn mấy cái đầm hoa quả nữa nhá. Hiện tại là Tuyết chỉ có 5 cái đầm hoa quả này thôi mọi người nhá. Hiện tại là Tuyết chỉ có 5 cái đầm siêu phẩm. Ok đầm này sâu này, mọi người chốt nhiều cái này hết sạch rồi. Mọi người ơi, hiện tại là Tuyết chỉ có 5 cái đầm siêu phẩm hoa quả này thôi nữa nha. Nên Tuyết chỉ nhận 5 đơn của 5 chị thôi. Bình thường cái đầm hoa quả này Tuyết đang bán đầm dưới nha, được theo dưới rất xinh luôn, vải của nó phải thô kiểu mà rất là đẹp luôn, mà đặc biệt hàng của nó là ảnh mẫu Quảng Châu mặc chuẩn như thế nào thì bên nhà em ảnh mẫu mặc của em thì sẽ y như thế luôn. Hiện tại thì bây giờ em sẽ bán giá của nó là 390.000, nhưng mà duy nhất ngày hôm nay khi các chế yêu của em chia sẻ livestream cho Tuyết thì Tuyết sẽ chỉ bán ra cái mã váy hoa quả từ giá của nó là 350.000. Tuyết sale xuống ngay 350, xả xuống 135.000 một cái váy. Trời ơi, rẻ hơn cả một cái áo phông luôn ha. Rẻ hơn cả một cái áo phông ngoài chợ luôn, thật sự là quá rẻ luôn. Nhưng mà nhận hàng chất mà xấu thì Tuyết cho trả lại tiền gấp 10 lần luôn ha. Đấy, giá của cái đầm hoa quả siêu phẩm này buộc eo chu như thế này bình thường là 390, mà hôm nay Tuyết thu hồi vốn, Tuyết xả luôn, không lợi nhuận, lỗ cả vốn luôn. Với giá của nó là chỉ có 135.000 một cái váy thôi. Và bây giờ hiện tại là chỉ có 5 cái cuối cùng thôi chị nhá. Các chị ngắm kỹ thêm cái mã phẩm này, ngắm kỹ cho em cái sản phẩm này nhá. Giá của nó là 1390, xả xuống 13. Nào mọi người ơi, các một xem mã là 135. Trời ơi, đẹp hơn. Rồi 135k kèm số điện thoại giúp Tuyết hồng và trắng cho em nha.
135.000 okay, một chị Linh Châu được 135. Trời ơi mọi người ơi. Số điện thoại giúp em, okay, chị 135.000 một cái váy rẻ hơn còn một cái áo phông luôn, không nói điêu ấy mọi người ạ, không nói điêu rẻ hơn một cái áo phông luôn. Đấy nhá, 135.000 kèm hồng kèm trắng cho em nha, hồng đẹp lắm luôn mọi người, hồng này. Đẹp chưa? Ok chị Nhung Bảo như thường nha. 135.000 kèm số điện thoại giúp chiếc em mấy chế yêu ơi, mọi người ơi, 135.000 okay, chị Đinh Châu luôn. Màu trắng. Nào, hồng đẹp mọi người ơi, hồng hồng rất là đẹp, hồng dâu nhá. Đây là hồng dâu nha, đẹp lắm mọi người ạ. Đây này. Rất là ngọt ngào. Này, rất là ngọt ngào, đi biển đội mũ vào quá là xinh luôn. Bây giờ Tuyết xả hẳn từ giá của 390 Tuyết xả xuống 135.000. Mọi người ạ, 135.000 một cái đầm, có phải rẻ hơn một cái áo phông ạ? Bây giờ các chị mua áo phông ngoài chợ có phải là giá của nó ngoài shop cũng phải là 250-300 đúng không? Ok chị Nguyễn Quỳnh Anh. Hàng Tuyết nhà Tuyết là 100% là hàng của nó, hàng của Châu, người hàng của chợ đó chị yêu nha. Tôi sẽ xả luôn từ giá của nó là 390 xả 135. Chế nào đặt thì nhanh tay đặt cho em để qua mẫu luôn nha. Chị nha, có hai màu hồng và trắng nha. 135 kèm màu cho em hồng hoặc trắng chị nha, rẻ hơn một áo phông luôn, tiếc quá luôn. Hồng em qua mẫu các chị nha. 135 kèm màu cho em nào. 135 kèm màu giúp em nha chị ơi. Rất là rẻ luôn, hôm nay theo bằng một nửa giá ban đầu bán luôn. Cái này mình đi biển luôn. Rồi chị nào lấy mã 135 tiếp tục lên 135 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Bộ sock có bộ sock, bây giờ em sell luôn. Set xanh chị vừa không, chị Hà Nguyễn ơi, set xanh đấy có một set thôi chị ạ. Có nhiều nhưng mà tháng sau mới bán chị ạ. Ok chị Hiếu Trần lấy màu nâu. Màu nâu là màu trắng nâu đấy ạ. Chị nào lấy mã 135 cứ vứt lên số mã kèm số điện thoại giúp em và kèm màu hộ em để bên em chốt đơn nha. Set xanh đấy thì em chắc là tầm 1-2 tuần nữa em mới bán các chị nha. Chị ơi có đủ size nên các chị nào size nào thì lấy size đấy thôi chứ không phải ở cao bao nhiêu đâu. Rồi các chị ơi, qua một siêu phẩm nhá, em sẽ xả hôm nay xả 139.000 nha. Váy van lụa cao cấp nha, đẹp quá chị ơi, đây này. Xả luôn nha các chị nha, váy van lụa cao cấp nha. Hôm nay đầu tháng em sẽ xả luôn, không lợi nhuận luôn. Giá của nó hôm nay em xả ra chỉ có 139.000 một cái váy thôi. Hôm nay đẹp quá chị ơi, đây mọi người, đẹp quá luôn này các chị ơi. Đây nha, một cái váy van lụa lót đỏ lụa bên trong các chị nha. Đây mọi người, lụa này mọi người, lụa 100% lụa nha. Không phải hàng vớ vẩn mà hàng vớ vẩn mà hàng một lớp xong hàng mỏng dính hay là vàng hay vải nóng gì đâu nha. Váy này giá trị thực của nó là đang bán của shop em thì giá của nó là 350.000. Thì hôm nay em sẽ xả luôn từ 350k, xả luôn von đỏ của em nhé, bao dưới 60k nổi vừa luôn. Xả von đỏ hôm nay chỉ còn 350, xả xuống 139k một cái thì nhá. Chị nào thích cái von đỏ này hôm nay em còn 2 cái thôi nhá, còn 2 cái thôi, 3 cái thôi. Còn chị nào lấy von đỏ cho mình em von đỏ kèm số điện thoại các chị nhá. Von đỏ còn 3 cái thôi. Còn mọi người comment cho em mua, comment cho em váy này là váy 139 nhá. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn em nhiều, cảm ơn chị Phượng Tống nha. Rồi 139 kèm số điện thoại nha, cho mấy chị đầu tiên thôi. Ôi trời ơi, đẹp lắm, bên trong lớp lụa không phải vớ vẩn nữa chị nha. Em giơ màu cho các chị này. Rồi 139k kèm màu nha. Đẹp hơn cả một cái áo phông luôn, thật sự là rẻ hơn cả một cái áo phông luôn nha. 139.000 thôi, rẻ hơn cả cái áo phông, thật sự là quá rẻ luôn. Em giơ màu các chị xem nha. Rồi 139 kèm màu nha. Một đi hoa nhỏ vào đâu. Rồi 139 nào mọi người ơi, cái vải này thực sự là cũng sổ ơi, chất nó mát lắm mọi người ơi, cầm lên tay nó mát rượi rượi luôn á. Cầm lên tay thực sự không có gì để nói luôn, mà vải bên trong của nó lót lụa 100% nha. Hoa này nhá, lụa 100% luôn. Không phải hàng một lớp vớ vẩn ở ngoài chợ đâu chị yêu nha. Thực sự nhà Tuyết mà bán hàng Ngọc Châu mà Tuyết có bán hàng vớ vẩn đâu. Rồi 139 ta kèm màu. Màu em mặc là màu đỏ chị yêu nha, màu của em mặc là màu đỏ này. Màu này là màu đen hoa to chị nhá, màu đen hoa to này. Màu của em đang cầm là màu đen hoa nhí nhá. Đen này có hai kiểu, hoa to và hoa nhỏ các chị nhá. Và màu tiếp theo là màu vàng. Bên trong toàn bộ là lót lụa nha các chị ơi. Bên trong là toàn bộ lót lụa luôn. Màu của em nói lại một lần nữa này, màu em là màu đỏ lấy nha. Màu này màu vàng này. Tất cả đều có đai nha. Màu này là màu đen okay, này, chị hoa to. Linh. Màu này đen hoa nhỏ. Quá rẻ cho một okay, cái chị váy. Phạm. Thật sự là quá rẻ cho một cái chiếc váy mà chỉ có 139.000 một cái váy thôi. Lên màu cho em đi ạ. Đây, bên trong lót lụa hết nha. 139k kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. 139k kèm màu kèm số điện thoại nha, có đen có hai loại, đen hoa to và đen hoa nhí nhá chị nha. Rồi mọi người 139k ạ. Còn đỏ còn 3 cái nữa mọi người ơi. Các màn cho em 139 nhá. Ok chị Nga Nguyễn đen hoa nhí. Ok chị Yến Như đen hoa to. Đây là đen hoa to ha. Đây là màu vàng nha, 139 rẻ hơn cả cái áo phông, nó không mua thì bao giờ mua mọi người. Bên trong okay, chị Nguyễn Hào đen hoa to. Đây là vàng trẻ hơn thì mặc vàng các chị nha. Đây mọi người ơi, em mặc là màu đỏ nha. Đây vải của nó này, mát chưa? Đẹp lắm, không phải con vớ vẩn đâu mọi người ạ. Con này rất là đẹp.
Rồi 139k kèm số điện thoại, hôm nay xả 350 chị nha. Nhanh lên qua mã nào. Rồi ok, do Lương Nguyễn. Rồi lấy hoa nhí, ok chị Nga Nguyễn 119 đỏ, ok chị Nương Nguyễn này. Rồi lên cho em nào, số lượng có hạn thôi. Chị Hoa Lê, ok chị Jenny Nguyễn, rất là rẻ luôn. Điên ý, tiếp theo ấy. Suốt ngày nó gửi, đây như 139.000 kèm số điện thoại nha. Rồi em nhìn thấy chị Giang Lê Nguyễn màu hoa vàng, hoa to rồi, 139 thôi, 55-58 cân, vừa bao vừa luôn. Ok, chị Hà Dung lấy đỏ này, rồi em qua mã luôn nhá, chị nha, không có nhiều nữa đâu. Chị nào lấy hoa nhí, hoa to em mặc thử màu hoa to lên các chị xem nha. Hoa to mặc thử lên các chị xem, toàn lấy màu đỏ nha chị nha. Hoa to mặc thử nhá, chị đừng thoát ra chi vé rất là nhiều mẫu nha. Rồi ok chị Hà Dung lấy đỏ, nó có 58 cân vẫn vừa chị ơi, 62 cân vẫn vừa, tại vì nó là đủ size. Ok chị Jenny Nguyễn 1m50 thì mẫu chỉ có 1m50 thôi ạ. Chị nào lấy hoa này màu gì comment hộ em nha. 139k kèm màu kèm số điện thoại giúp em ạ, để lên đơn thành công nha. Ok đang mặc đen hoa to đây ạ. Các chị chờ một chút nha. Tôi chia sẻ lên hộ em đi để em qua mẫu khác luôn. Bây giờ sẽ qua bộ váy thì sẽ xem những cái set bò lộn xộn. Bên em chỉ còn 1-2 set thôi. Mỗi mẫu còn 1-2 set size nhỏ thôi. Ok chị Ngọc Võ lấy màu đỏ. Em nói thật là chị nào mà không lấy mẫu này chỉ có tiếc thôi. Tại vì cái này nó giá chỉ nó bằng một giá một nửa thị trường thôi. Chỉ bằng một cái áo thông ở ngoài chợ thôi ạ. Nhưng mà chất cực kỳ, chất lượng cực kỳ là đẹp luôn nha. Kèm ô dồi đen hoa to xinh chưa này các chị ơi, dã man chưa, đầm đỏ treo trên ở tường có màu đen không chị? Rồi mọi người ơi, có, đẹp chưa, màu đen hoa to đẹp chưa mọi người ơi, đẹp chưa đấy, xuất sắc chưa, hoa của em có 139.000 một cái váy xuất sắc như này mà. Ok chị Kim Anh màu đỏ 139.000 mà hoa nó đẹp như này các chị, đây này vải nó đẹp lắm, chị nhận hàng rồi các chị sẽ biết nha. Đây mọi người ơi, đây là hoa to nha, đấy 139.000 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Còn đây là màu đen hoa nhí nhá các chị nha, đây là màu đen hoa nhí này của em mặc là hoa to nhá, đẹp lắm mọi người ạ, thật sự đấy, rất là đẹp lắm mọi người. Đây này 139k, đây là màu vàng các chị nha, đây là màu vàng này. Rồi em qua mã nha các chị ơi, qua mã nha, 139k kèm màu, bây giờ qua mã nhắc lại lần nữa này. Đây là màu vàng các chị nha, đây là màu vàng này, đây là màu em mặc là màu đen hoa to, còn em cầm là màu đen hoa nhỏ nhá. Và sau đó nãy là em mặc màu đỏ, nên bốn màu cho em thôi nha. Đây là hoa đen hoa nhí ấy, đen hoa nhí đấy các chị nhá. Rồi bây giờ qua mã luôn, chị nào thích thì comment cho em 149 kèm màu. Qua mã luôn nha. Qua mã lên nha mấy chị ơi, qua mã nha. Đầm đỏ có màu đen bao nhiêu vậy chị? Đầm đỏ có màu đen nha em, đầm lấy 175 nha. Bây giờ chị cho bạn. Qua mã nha các chị ơi. Mã màu vàng thì em chưa treo đâu chị ạ. Dạ xếp xanh 1-2 tuần nữa bọn em mới like nha chị Đinh Châu ơi. Ship Bắc Giang là 30k nha, chị ship toàn quốc 30k nha các chị ơi. Chị lấy hoa to ok chị này. Rồi qua mã nha các chị nha. Mặc cho mình xem hoa nhí thôi nha chị ơi, mặc hai kiểu thôi nha. Mặc nhiều quá tại vì áo áo vào đâu. Đây. Tại vì là mặc nhiều quá không có ăn hoa chi mất đúng không? Mình nhận được đồ rồi đẹp phải mê lê, cảm ơn chị Thảo Milo nha, cảm ơn mấy chị yêu nha. Rồi bao giờ có set xanh thông báo thì lại. Có một set thôi chị lấy thì em giúp cho em nhé. Có một set thôi em, hiện tại là em chỉ có một set thôi. Rồi mọi người nhá, bây giờ em sẽ xả hàng lộn xộn tiếp nè. Đấy, em lấy đầm đỏ trên tường. Ok, màu đen. Ô, Thúy Lê lấy nhà tin cho em đi nhá. Tại vì cái đấy là chỉ có một set thôi em ạ. Cái đấy là chỉ có một set thôi. À, một cái màu đen thôi. Nghĩa là trong lô của nó là 1.500 chiếc thì nó chỉ có một cái màu đen lọt về, tôi không hiểu sao. Rất là ít màu đen nên chị không like màu đen nha. Rồi tiếp tục nha, mọi người sẽ xả được set bò. Hôm nay xả lỗ vốn luôn nhá. Cái này còn mấy set nữa, 2 set sẽ đóng cửa vào. Các chị bây giờ cái set này nhá. Size ML chứ. Mọi người cái set này nhá. Thúy Lê book cho chị nha em. Đây mọi người cái set này nhá. Set này bình thường em bán giá của nó là 450.000 nha các chị nha. Hôm nay em sale set này luôn. 450.000 em sale luôn. Giá của nó là 249.000 miễn ship nha mọi người nhá. 249.000 một set hoa hồng gồm một quần một áo chị nha. Đây rất đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cầm một cho em 249k các chị nhá. 60 cân vừa không? 60 cân đất thủ set. Ôi một cái set đẹp như này mà chỉ có 249 tính ra là mỗi cái 100.000 nha. Một cái sock bò 100.000, một cái áo 100.000 luôn. Áo này hãng Quỳnh Du nha. Đây.
tất cả những hãng này sẽ là hãng Quỳnh Du hết này. Rồi chị nào lấy set của em mặc có thích không? Em sale 149.000 nha mọi nhá. À 249.000 một set mà em sẽ miễn ship cho mọi người luôn nha, miễn ship luôn toàn quốc luôn nha. Nghĩa là tính ra cái áo nó rất là, một cái set này rất là rẻ luôn. Chỉ có 149.000 một set thôi. 249.000. À chỉ có 249.000 một set, đây là quần nha mọi nhá. Đây là quần ngố này. Hôm nay sale chị 249.000 nha. Đủ size SML luôn. Bây giờ mỗi đây là em mặc set này. Đây là size gì đây? Đây là size ML. Size ML có 3 set thôi nha. Hàng này có 3 set thôi em ơi. Có 3 set thôi. Sale 3. 3 set cuối cùng thôi. Rồi 3 set cuối cùng nha các chị nha. 3 set cuối cùng em sale luôn với giá là 249.000 nữa ship nha. Rồi chị nào lấy set comment cho em set kèm số điện thoại nha. Ok chị Ly Nguyễn một set, ok Vũ Hòa một set lên cho em cân đi mọi người. Áo là bao đẹp luôn các chị nha. Có 249.000 một set thôi, thực sự là quá rẻ, miễn ship bên tận nhà luôn. Hoa của nó là 53 cân vừa, 60 cân vừa vừa đấy mọi người ơi. Hoa của nó là hoa đính nổi như này các chị nha, đính nổi như này, mẫu vừa 60 cân mặc vừa luôn quý nha, vừa luôn á. Đấy mọi người nhìn qua áo xuất sắc chưa? Bình thường cái áo này đã bán với giá của nó là hình như bình thường shop bán cái áo này là 250 một cái. Tại sao nó lại 250 một cái? Tại vì cái áo này đính hoa nổi toàn bộ luôn, ở bên dưới là thêu dập và bên trên là hoa nổi nha đấy. Sau đó là một set quần bò, đây là tông sẻ tông luôn mà giá của nó là 249k miễn ship. Thế các chị nghĩ là quá rẻ luôn nha. Ok bộ này bao nhiêu? 249 là Liên Hồng ơi, hàng này hàng limit, nghĩa là hàng limit là hàng không có nhiều. Ok Lê Nguyễn một set size L này, 249.000 ba set thì em hàng đấy đắt chứ treo ở đâu? Có ba set thôi mà. Hàng này hàng đắt nha mọi nha, đánh mắt Quỳnh Du này, hàng cam đi đánh mắt Quỳnh Du này, hàng đắt nha. Rồi áo của nó thì nhận được quá đẹp luôn. Rồi 249k kèm size kèm số điện thoại để em lên đơn cho các chị luôn này. Hàng nó hàng không có, hàng này hàng giới hạn nghĩa là không có nhiều nhá. Đấy đẹp như này, hoa nổ này. 249. Ok các chị lên size cho em nào, SML luôn nha. 249.000 một set. Ok theo đinh set bò size L. Rồi. Okay, chị Trần Hằng lấy size L này. Đi ghi đi em, ghi ra sách đi. Bây giờ có 3-4 set thôi, không có nhiều đâu, hàng hàng hết rồi. Rồi chất của nó là chất đẹp, bao đẹp luôn nha các chị nha. Rồi xe L có okay, đơn hồi sáng. Chị Huỳnh Minh Anh dồn đơn này, xe L này. Đấy, hoa nổi đẹp chưa? Bình thường cái áo này đã 250 rồi, chị đừng nói là cả rưỡi, cả quần bò. Áo mà 250 thì em cho không có chị luôn đấy đã. Em cho không có chị luôn đấy. Thật sự em cho không luôn đấy. Vừa miễn ship vừa bán 249 cả áo và quần là. Ý là em sale là lỗ vốn không có lãi được tí nào luôn nha các chị nha. Bây giờ qua mã khác này. Cái này nha. Phương Phương, áo Phương Lương ấy size M này. Nào lấy chuẩn khác cho em, set này hàng limit nha, nghĩa là hàng không nhiều. Size S là tầm 45 cân, 40 đến 45 cân là mặc vừa nha chị. Em mặc size S nha mọi người ơi, em mặc 50 đến 55 cân thì mặc size M nhá. Bây giờ đến một set siêu phẩm này. À size S là 40 cân, 45 cân đổ lại, bây giờ set này siêu phẩm chị nó lấy nhanh chị được nha. Set này có một set này, lấy cùng hai set này trước đi mặc thoải mái luôn. 50 cân, 55 cân mặc size gì? Mặc size L nhá, mẫu em vừa 60 cân mặc size L nhá. Rồi các chị ơi, siêu phẩm hoa hồng nha, đẹp chưa? Áo này bình thường 250 một cái nha. Tương lương nha, lắc em. Đấy mọi người ơi, áo xuất sắc chưa? Áo này này đẹp lắm luôn, không biết sao hôm nọ các chị tranh nhau cái áo này, bình thường em bán áo này là 200.000 một cái nha, hôm nay em sale cả quần cả áo luôn. Rồi cái set này em các chị comment cho em set siêu phẩm, cái này đẹp lắm các chị ạ, em thật vâng, sự quá đẹp luôn. Có set size L rồi nha. Okay. Chị nào lấy cái set hoa hồng này comment cho em size đi đẹp. Cái này có một set. Cái này là size S nha các chị nha, cái này là size S hàng limit luôn nha, hàng nghĩa là hàng không có ai có, không nghĩa là các chị mặc lên các chị sẽ mặc một mình, các chị mặc luôn, nghĩa là không có chỗ nào bán, nhưng hàng limit là hàng giới hạn các chị nha. Rồi chị nào lấy comment cho em set hoa hồng, một áo hoa hồng và một quần hoa hồng giống nhau luôn. 249.000 chị nào mặc S thì nhanh tay bơi vào đây các chị nha, một set duy nhất thôi mọi người nha. Rồi 249k size S cho em kèm số điện thoại, cái này có một set thôi nha các chị nha. 249k. Cái này đẹp lắm. Hàng này không có nhiều hay để mặc nhá. Rồi 249 nha, đẹp chưa? Ôi trời ơi, áo đẹp chưa? Áo 3D nổi nha, 3D nổi đẹp chưa? Đây là quần của nó nha, quần của nó là như thế này luôn. Thật sự là trên hoa dưới hoa luôn. Trên hoa dưới hoa luôn, 38 cân mặc vừa chứ thì chậm lại ơi, em muốn có set lời ấy chị ơi. Rồi chị nào lấy comment cho em set hoa hồng đi nào, có một set duy nhất thôi, comment cho em comment là 249 size S nha. Size S nha. Quần gì tất không có đâu chị ơi. Size S chấm hết chưa? Rồi chị nào lấy comment cho em set này, set S nha. Có một set duy nhất thôi. Đây mọi người ơi, đây. Đây mọi người ơi, 249k một set miễn ship nha. Đính ngọc luôn toàn bộ luôn. Cho mọi người 249k á chị nha. Có miễn ship không? Đẹp tuyệt vời đúng không chị nha? Miễn ship gì mà? 249 thì còn miễn ship ngày xưa là không. Có 249.000 nha các chị ơi, 249.000 nha. Ngày xưa bán 249 là mà. Thế thì lại nói nhầm rồi, miễn ship hết rồi. Đấy chị nha, đây rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment cho em set này thì set này nha. Set hoa hồng 249 nha chị Hải Hồng. Rồi chị ơi, các chị muốn lấy quần rồi thì em cũng bán quần rồi luôn. Quần em bán là 149.000 nha.
Quần thì em sale 149.000 một chiếc chị nha. Quần thì em sale 149.000 một chiếc luôn. Chị nào lấy rời thì các chị comment cho em rời quần cân, rời áo nhá. 45 cân mà size S. Cả quần cả áo là đều 149k một cái. Còn mua một set thì em sẽ bán rẻ hơn nha. Đây mọi người ơi, đây nha. Đây là quần thì 149 nha các chị nha. Quần thì 149. Đây là những cái set sót lại cuối cùng của bên em các chị nha. Set sót lại cuối cùng của bên em luôn các chị yêu nha. Đây này, hoa đính nổi này. Đẹp chưa? Quần này bình thường mọi người bán 350 chị mọi người ơi, đây nha. Quần dài em sẽ hết quần dài rồi. Quần dài em hết rồi. Chị nào lấy quần hoa hồng comment cho em hồng nhá. Hoa hồng size L chị Nông thấy có size L không? Quần đấy là quần không, size gì? Hai cái hộp này chỉ có size S mà nhỉ? Có một cái size S. Cái đấy là size gì á? Size S. Ngứa tay quá, đội đeo vào ngứa tay lắm luôn này. Có cái này có hai nhá. Rồi quần dài nhá các chị nhá. Có size gì đó? Áo nó không có luôn á. À, cái này size S hết, hai cái size S hết. Không có size L nha chị ơi, không có size L bây giờ. Size S thôi nhá. Size L luôn này. Set này thì là size L nha các chị nhá. Set này size L này 249.000 nha các chị nhá. Chị nào lấy comment cho em set này kèm số điện thoại nhá. Đây set này này. Set này thì có một set duy nhất thôi size L nha. Lần vừa nãy còn đây chị ly lượng đây nha mọi người ơi. Áo hoa hồng size M đấy. Áo hoa hồng nãy là tiếp tục một cái thôi nhá. Đây mọi người ơi, áo này là áo một set luôn 249k một set. Chị nào lấy comment cho em set 3 kèm số điện thoại nhá. Set 3 là size L nha. Đủ size đấy, cái này đủ size đấy. Set 3 cho em kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Set 3 này các chị ơi đây nha. Rồi mọi người ơi, đầm bông lại còn nữa chị lúc lắc ơi, chị lấy thì nhắn tin cho em nha. Đây mọi người ơi, set 3 cho em kèm số điện thoại, set 3 có một set size L này. Set 3 cho em kèm số điện thoại nha. Set 3 nha các chị nha. Đây set 3 rất xinh luôn. Đây là size S, size M, size L luôn. Chị nào lấy set 3 comment set 3 249.000 một set nha. Ok chị Hà Dung kìa, okay, set 3. Chị Hà Dung này. Đây mọi người set 3 cho em nha. Ok đây đẹp chưa? Lấy lại áo hồng nha. Set 3 cho em kèm size L đấy, chị lấy size L có một set size L này. Rồi size L nha. 249.000 thôi mọi người nhá. Size L này. Chị bỏ in như nào? Rồi mọi người tiếp tục nha. Có cả size S hay chị nào lấy size S đó. Có cả chị nào size S lấy size S nha. Áo này cái quần này là mang. Ok chị Hà Dung này lấy set 3 này, size L này. Có thế này hết thế này rồi nha. Em hết thành thế này rồi em lấy về em hết lấy bán được hết lâu rồi. Bán lại nên đâu rồi hết đến đấy thỉnh thoảng em rảnh em mang ra cái này em size thôi. Rồi Linh Nguyễn set 3 size L kìa. Ờ ok, các chị ơi một cái set quần ong theo các chị nha, một cái set quần ong theo này em xả 249.000 luôn. Chị nào lấy set ong comment set ong nha. Có SL. Một set SL, hai set SL. Set ong có size S, size L nhá. Chị Nâu Nguyễn lên set 3 à? Vâng, chị Nâu Nguyễn chuyển qua set 3 này còn L nhá chị nhá. Rồi chị ơi, đây là set ong một set size L này. Chị nào lấy comment cho em set 4 nhá, đẹp chưa? Đây là một bên một là con ong, một bên là đàn hoa, một bên là dãy hoa nhá chị nhá. Đây là size L nhá. Có size M nhá. Con ong, một bên là dãy hoa, áo của nó cũng là hai con ong một dãy hoa bên dưới nhá. Đây là set 4 chị nhá, đây là set 4. Đồng giá là 249.000 đẹp hết nhỉ? Không miễn ship đâu, đẹp không? Không miễn ship của mình nhá, ship. Mọi người ơi, các bạn cho em 240 không miễn ship nha các chị nha. Rồi, tổng vào tổng 20.000 cho em. 240.000 cả quần áo là phải cộng cho em 20k tiền ship nha các chị yêu nha. Rồi, 30k tiền ship là toàn quốc nha. Từ trừ khi lấy 2 set là tiền miễn ship nha. Rồi các chị ơi, các bạn cho em mãi là set 4 cho em kèm số điện thoại nha các chị nha. Là set 4 có một set duy nhất thôi. Set 4 cho em size L có một set duy nhất thôi. Đây là quần ong thêu nha. 249.000 tính ra chỉ có hơn 100.000 cái quần với hơn 100.000 cái áo thôi, rất rẻ luôn, không miễn ship đâu ạ. Rồi chị ơi, set 4 cho em một set duy nhất thôi, 62 cân vừa đấy chị ơi. Phương Anh em vừa bảo là 60 cân mặc vừa đấy mà 62 cân thì vừa, chị comment bao nhiêu. Rồi chị ơi, set 4 cho em một set duy nhất size L nha, set 4 ong. Chị Linh cho lên số điện thoại đi ạ, thì bây giờ mình gọi cho đơn được ạ. Tên nghĩa là các chị đi tất cả trên Facebook thì không có ai bán cái hàng này đâu các chị ạ. Chỉ có thỉnh thoảng, không có ai bán luôn, thật thề. Còn cái quần dương không có áo. Không có ai bán luôn nha các chị nha. Rồi set 4 nha, set ong. Set ong cho không em. Không có size XL nha. Đây mọi người, set ong size L nha. L là dưới 60 cân rồi, lại vừa set ong. Size L là 60 cân rồi chị ơi. Set ong có 2 set, một set size L, một set gì đấy? Một set size L, một set size S nha. Chị nào lấy set ong comment cho em set ong nha. L và S nha, bây giờ chỉ có L và S thôi. Chị nào lấy lên cho em số điện thoại nha. Đây là S này. Đây là S nha các chị em, quần nó rất là xinh luôn. Chị nào lấy set ong comment cho em set ong nha. Có 2 set thôi nha. Nhìn rõ lấy gì lên số hộ em vậy ạ? Đây nha mọi người, đây là size S nha, một set size S, một set size L nha. Đây đẹp chưa? Thêu nổi như thế này luôn thì quá đẹp cái đường thêu. Bình thường các chị may như thế này các chị mấy trăm nghìn nữa nha, chứ không phải nói là không phải nói là một cái áo mà quần mà có 249.000 luôn nha. Set ong size L, bây giờ còn S thôi nhá. Nào lên số điện thoại trước, bây giờ chỉ còn S thôi các chị yêu nha, còn S thôi ạ. Mua áo được nha chị ơi, mua áo được nha. Nhưng bây giờ biết hết áo rồi. Cái này bán lẻ quần thôi. Bán không? À bán lẻ quần. Cái này bán lẻ quần là 149.000 nha, hết cái áo rồi nha. Quần. Thôi. Cái này lẻ quần thôi. Ok chị Linh Vo nha. Đây set này chị sẽ bán lẻ quần này. 149.000 mỗi quần chị ạ. Quần cho em quần kèm số điện thoại nha. Quần có hai cái này. Chị đổi set L ong nha. Ok chị Hà Dung nha. Lấy set 8 hộ em thôi. Lấy set 8 hộ em đi ạ. Hà Dung lấy em 30k chiếc nha mọi người ơi. Báo nhìn giá nha. Hàng lỗ 4 nha các chị nha.
Rồi các chị ơi đây nhá, các chị có một sẽ quần đây là em bán rồi này, 100 hôm nay các chị sale 139.000 một quần nữa các chị nhá. 139.000 một quần, chị lấy quần cho em quần hoa kèm số điện thoại nhá. Đủ size SML luôn, 139.000 một quần ngắn nhá các chị nhá. 139.000 một quần ngắn, đây là quần mã 1 này, đây là quần rời các chị nhá, đây là quần rời nhá. Rồi, đây là mã 2 này, quần rời nhá, 139.000 một quần nhá. Quần rời mã 2 này. Mã 2 nhá các chị nhá. Mã 2 nhá. Mã 3 là quả dứa đấy chị ơi, mã 3 là quả dứa đẹp chưa? Đây nhá, mã 3 nhá, quần rời là 139.000 một cái quần nha, đẹp chưa? Rồi mã 3 xem nha, mã 3 là một cái quần nha, màu dứa nha, đây là mã 3, đây là quần rời này. Em giơ quần này em sẽ nghỉ livestream gọi điện cho tên lên các chị nhá. Muộn lắm rồi đây nhá. Đây là mã 1 quần này. Đây là mã 2 hoa hồng nhá các chị nhá. Mã 3 là quả dứa nhá. Mã 3 là quả dứa, quần 139.000 nha. Rồi nha chị Lan Phạm ơi. 139.000 à? Quần là 139.000 một cái nhá chị nhá. Em có mấy cái không, các chị nào lấy quần lẻ thì các chị bảo em bây giờ em xem không nha. Ok chị Lan Phạm này chốt set ong chúa này. À không, set ong này. Giờ có mỗi một set đấy thôi. Thế lại rồi, chị lấy quần không? 139.000 quần mò nha. Em qua mã nha. Còn mấy cái quần rời. Đấy, bắt đầu lại bày bày đấy. Xem vào đi. Sao đây chị xem mấy đằng sau á? Ừ, là bộ chó á, chị thảm đi lô. Bộ tối nha chị ơi. Bộ chó còn ít đâu. Bộ chó tối nha. Nước cái váy này. Cái gì? Máy cam á? Đấy, không, tối máy cam chứ. Đây nha. Đây là ok, chị Lan Phạm. Bây giờ qua một mã. Thư mi nhá, thư xem gì đây? Sơ mi à? Có phải là mang sơ mi mọi người lên. Rồi chị bây giờ sale được mã sơ mi nhá chị nhá, sale mã sơ mi này. Sơ mi thiết kế nhá chị nhá, sale hôm nay sale luôn. Đây đẹp thế. Đẹp chưa chị ơi, đẹp chưa? Chứ. Rồi chị ơi, bây giờ sale sơ mi này luôn với giá của nó đây, hôm nay là 99.000 một cái chị nhá. Sale à? M. Rồi sale sơ mi thiết kế nhá. Rồi lại quần quả dứa. Ok, giờ quần quả dứa kìa chị. Rồi bây giờ mới sale sơ mi hoa hồng 99.000 một chiếc, tay của nó là tay thiết kế chị nhá. Sale sơ mi hoa hồng 99.000 một chiếc. Thế này em bán hết rồi nhưng mà nó rời ra một cái quần, không biết là cái áo của nó đâu nha. Bán áo của nó bị mất đi chứ còn xếp dừa em bán chạy lắm luôn. Xếp dừa đính ngọc. Đây size gì đây? Size L. Size L nha, chị nào size L thì comment cho em nha. Đúng rồi đấy, chị Huỳnh Minh Anh là size L. Tại vì cái đấy là em bán cùng áo dứa thôi nhưng mà nó bị mất áo dứa rồi, bây giờ em xem mỗi quần thôi nha. Còn mỗi chiếc. Rồi, chị nào lấy áo sơ mi comment cho em áo sơ mi kèm số điện thoại nha. Áo của nó là 99.000 một cái áo sơ mi nha. Bây giờ còn size nha các chị. Nó đủ size SML nha các chị. Đấy, sơ mi hàng thiết kế nha. Hoa hồng ở giữa này 99.000 một cái, chị nào comment cho kim nốt mình bán nốt cái nốt đi khát nước mình không ai đâu. Chị nào lấy comment cho em 99k nha. Chị nào lấy sơ mi comment hộ em mã 99 kèm số điện thoại giúp em nha. Thấy được nhiều. Có đủ size các chị yêu nha. Rồi em chuẩn bị nghỉ livestream bên bây giờ em chỉ theo sale như thế này thôi nên chị nào chưa mua được hàng mà chưa đọc tên các thứ á, khách hàng thì cứ nhắn tin cho hàng cho em nha các chị nha. Size 30 là size L hả chị? Rồi ok các chị nha, chị nào lấy sơ mi thì comment sơ mi em sẽ tắt livestream đẹp để chốt hàng đây tại vì bên em có nhiều hàng quá chưa chốt xong. Sơ mi. Chị nào lấy sơ mi kèm số điện thoại nha, để em tắt livestream mẹ. Chào các chị nha.